Xin chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ. Và Mỹ là điểm đến được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm và lựa chọn. Và trong chương trình chia sẻ ước mơ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Ngọc Ánh. Bạn vừa đậu được visa du học Mỹ để biết được cái quá trình làm hồ sơ của Ánh như thế nào, cũng như là những cái dự định trong tương lai của Ánh ra sao nhé. Chị xin chào Ngọc Ánh. Chào chị. Ngọc Ánh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được không? Chào các bạn, mình tên là Ngọc Ánh. Tại Việt Nam thì mình học chuyên ngành kế toán. Mình vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và mình vừa mới đậu phỏng vấn xin visa sang du học Mỹ. Thời gian rảnh thì mình thường hay đọc sách hoặc là online. Thì lý do vì sao em lại chọn Mỹ để làm cái điểm đến du học của mình vậy em? Em thấy nền giáo dục của Mỹ thì khá là tốt. Em muốn trở thành một kế toán chuyên nghiệp cho nên là em chọn du học Mỹ. Tại vì bằng tại Việt Nam thì rất là khó xin việc tại các công ty nước ngoài. Ngoài ra thì giáo dục của Mỹ có nhiều trường nằm trong top 200 trường quốc tế. Và học tại Mỹ thì em có thể nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình nhiều hơn. Cho nên là em chọn du học Mỹ. Nếu vậy là qua Mỹ thì mình học tiếp cái chương trình kế toán luôn đúng không em? Dạ đúng rồi, em học kế toán. Nếu vậy em chọn cái trường nào rồi? Trường em chọn là CSU Fullerton. CSU Fullerton thì nằm ở tiểu bang Cali. Trường có hơn 60 năm kinh nghiệm về giảng dạy và trường được tạp chí US News and World Report xếp hạng là một trong 10 trường nổi tiếng nhất của miền Tây nước Mỹ. Trường thì có số lượng sinh viên quốc tế theo học cao, là một trong những trường nổi tiếng. Trường mới có thư viện khoảng 1,9 triệu đầu sách. Ngoài ra thì với 240 chuyên ngành đào tạo thì kế toán là một trong những chuyên ngành nổi tiếng nhất, cho nên em chọn theo học trường này. Bang Cali là một trong những bang có thời tiết giống Việt Nam, cho nên là rất là ấm áp và ôn hòa, rất là dễ chịu. Thì nền kinh tế của bang Cali cũng là một trong 10 nền kinh tế lớn nhất của Mỹ. Khi sau khi học tại đây xong thì em sẽ quay về Việt Nam để phát triển sự nghiệp của mình. Nếu vậy thì cái lộ trình mà khi em học ở bên Mỹ nó ra sao vậy em? Đầu tiên thì em sẽ học tiếng Anh tại trường trong vòng 1 năm. Sau đó em sẽ học chuyên ngành kế toán của mình trong vòng 4 năm. Sau đó thì em sẽ quay trở về Việt Nam và em muốn làm việc tại công ty Unilever, cho nên là em sẽ quay về. Rồi, một chút xíu nữa là em có thể cho chị hỏi là cái cảm nhận khi em làm hồ sơ tin đại dương thì như thế nào? Đầu tiên khi mà em có dự định đi du học Mỹ thì em tìm hiểu một vài công ty trên mạng, thì bạn của em nó cũng vừa mới đậu du học cách đây mấy tháng, cho nên là nó cũng giới thiệu cho em về công ty Tân Đại Dương. Sau đó em đến gặp chị Bích là chị tư vấn của công ty. Sau đó thì chị tư vấn xong rồi giúp đỡ em, chị biết sắp xếp hồ sơ rồi xin giấy nhập học, xin các giấy tờ liên quan cho em. Rồi sau đó em qua bên này học với anh Khôi. Anh Khôi dạy cho em về giao tiếp, về trả lời các câu hỏi. Em những thắc mắc những gì thì anh Khôi đều giải quyết hết cho em luôn. Rồi sau đó em được học tâm lý với anh Bảo Anh. Thì bữa đó em run lắm, lên không biết gì hết trơn. Cái anh đó, anh Bảo Anh dạy xong rồi là nói em phải biết như thế nào khi mà đến lãnh sự để phỏng vấn. Rồi đến ngày đi phỏng vấn thì em cũng không phụ luôn nữa. Nếu như sau này bạn bè hay người thân em muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu đến công ty Tân Đại Dương. Bởi vì khi đến đây thì chị phỏng vấn hay là anh Khôi hay là nhiều người trong công ty thì rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ. Và nếu như chị không biết thì mọi người đều giúp đỡ, cho nên là em cảm thấy rất là tốt. Nếu như em thấy rất là may mắn khi mà em đến đây để làm hồ sơ đi học. Chị cảm ơn những chia sẻ và cũng như là những tình cảm của Ngọc Ánh dành cho các nhân viên của Tân Đại Dương nha. Và các bạn ơi, các bạn cần thêm thông tin gì nữa, các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra, các bạn nào cần làm hồ sơ, các bạn có thể đến ngay với công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận